Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi những thông tin cập nhật về giá heo hơi mới nhất hôm nay, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, giá heo hơi hôm nay ngày 11 tháng 6, giá heo hơi tăng, có lãi rồi, nhưng người chăn nuôi vẫn sợ tái đàn. Khoảng một tháng trở lại đây, giá heo hơi tăng trở lại, dao động 58.000-60.000 đồng trên kg, người nuôi có lãi. Tuy nhiên, nhiều hộ chăn nuôi ở Tây Ninh vẫn dè dặt trong việc tái đàn vì giá thức ăn chăn nuôi còn ở mức cao. Từ cuối năm 2022 đến đầu tháng 5 năm 2023, giá heo thịt xuất chuồng trên địa bàn tỉnh liên tục giảm, thấp hơn giá thành sản xuất, khiến người chăn nuôi lao đao vì thua lỗ. Tuy nhiên, khoảng một tháng trở lại đây, giá heo hơi xuất chuồng tăng trở lại, dao động 58.000 tới 60.000 đồng trên kg. Với mức giá heo hơi như trên, người chăn nuôi đã có lãi, nhưng nhiều hộ chăn nuôi vẫn dè dặt trong việc tái đàn, vì giá thức ăn chăn nuôi còn ở mức cao. Giá heo hơi tăng, người nuôi phấn khởi vì thoát lỗ. Theo nhiều thương lái thu mua heo trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, giá heo hơi từ 50.000 tới 53.000 đồng trên kg, khiến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ liên tục thua lỗ, nhiều hộ giảm đàn hoặc treo chuồng. Các trang trại lớn cũng cắt giảm số lượng do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Nguồn cung thịt heo hiện không đủ cho thị trường, dẫn đến việc giá heo hơi bật tăng thời gian gần đây. Những ngày qua, chị Ngân, ngụ ấp Long Giao, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu liên tục nhận cuộc gọi của các thương lái thu mua heo trên địa bàn năn nỉ. Chị bán bầy heo thịt 12 con, nhưng chị vẫn chưa muốn bán. Một phần vì trọng lượng của heo khoảng 85-90 kg trên con. Phần, chị muốn chờ giá heo hơi tăng lên trên 60.000 đồng trên kg mới xuất bán. Chị Ngân cho biết, hiện đàn heo của gia đình có khoảng 25 con, gồm 12 con heo thịt, 11 con heo con và 2 con heo nái. Mỗi ngày, đàn heo tiêu thụ gần 2 bao cám thức ăn hỗn hợp, tổng chi phí trên 800.000 đồng. Để tiết giảm, gia đình mình vớt lục bình về băm, trộn với cám để cho heo ăn vào cử trưa. Theo chị Ngân, với đà tăng giá từ đầu tháng 5 đến nay, chị hy vọng giá heo hơi có thể đạt mốc từ 60.000 đến 65.000 đồng trên kg. Với mức giá trên, người chăn nuôi mới có lãi. Vừa mới xuất bán 14 con heo thịt gần 90 triệu đồng, ông Tấn, ngụ ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành cho biết, thời gian qua, giá heo liên tục xuống thấp, có lúc chỉ 47.000 đồng trên kg, người nuôi lỗ trung bình 500.000 đồng trên con. Hiện tại heo hơi có giá 58.000 đồng trên kg, loại chất lượng hơn từ 59.000 tới 60.000 đồng trên kg. Ông hy vọng mức giá này được duy trì hoặc tăng cao hơn trong thời gian từ nay đến cuối năm để người chăn nuôi thu hồi vốn. Theo ông Tấn, hiện tại gia đình ông còn khoảng 30 con heo thịt, trọng lượng ước chừng 60 kg trên con. Nếu trong thời gian tới, giá heo vượt mốc 60.000 đồng trên kg, ông sẽ trả được hết số tiền còn thiếu đại lý thức ăn chăn nuôi. Người chăn nuôi chưa mạnh dạn tái đàn. Giá heo bật tăng, sau thời gian người chăn nuôi rất phấn khởi, thế nhưng nhiều người vẫn còn lo lắng, chưa mạnh dạn tái đàn. Bà Huỳnh Thị Thu Nga, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành có thâm niên gần 20 năm theo nghề chăn nuôi heo cho biết, mặc dù giá heo thời gian gần đây đã tăng trở lại, nhưng yếu tố thị trường vẫn chưa ổn định, nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động lớn, tại các khu công nghiệp liên tục cắt giảm lao động, sức mua chưa tăng. Việc giá heo tăng như hiện nay là chưa bền vững. Bên cạnh đó, hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi vẫn còn ở mức cao, đẩy giá thành chăn nuôi tăng cao, trung bình giá bán heo xuất chuồng phải trên 52.000 đồng trên kg người nuôi mới hòa vốn. Đồng thời, nguy cơ dịch tả heo châu Phi quay lại là rất lớn, chính vì vậy, gia đình bà vẫn chưa tính đến chuyện tái đàn. Theo ông Sơn, ngụ ấp Phước Đông, xã Long Phước, huyện Bến Cầu, hơn một năm qua, chuồng nuôi heo của gia đình ông phải bỏ trống vì giá heo xuống thấp, chi phí chăn nuôi tăng cao, thua lỗ triền miên nên ông phải ngưng nuôi. Hiện, giá heo đã tăng gần 20% so với trước đây, nên gia đình ông vệ sinh, sửa sang lại chuồng sẵn sàng tái đàn. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa, ông sẽ thả nuôi 10 con giống. Tuy nhiên, ông Sơn cũng không giấu nỗi lo lắng trong khi giá thức ăn chăn nuôi chưa giảm. Giá heo chỉ cần nhích xuống một chút, người chăn nuôi sẽ thua lỗ, vì vậy ông không dám nuôi nhiều như trước đây. Theo một số thương lái, tại thời điểm này, giá có tăng nhưng nhiều trại không còn heo để bán. Trong khi đó, giá heo giống lại đang tăng hàng tuần, hiện ở mức gần 1,3 tới 1,5 triệu đồng trên con, heo con từ 7 tới 10 kg. So với tháng trước tăng gần 100.000 đồng trên con. Trước sự bấp bênh của thị trường, nên nhiều người chăn nuôi chưa mạnh dạn tái đàn. Đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Hiện có trên 9.700 con trâu, 103.000 con bò, 240.200 con heo và 9.100.000 con gia cầm. Hiện nay, cơ cấu chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ, sang chăn nuôi quy mô trang trại tập trung, bảo đảm an toàn sinh học. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 73 cơ sở chăn nuôi, được cấp chứng nhận Việt GAHP, 26 cơ sở chăn nuôi gà, 41 cơ sở chăn nuôi heo, 4 cơ sở chăn nuôi bò, 1 cơ chăn nuôi cá và 1 cơ sở nuôi ba ba. Giá heo hơi tại một số trang trại lớn khoảng 59.000 đồng trên kg, tăng thêm khoảng 2.000 đồng trên kg so với đầu tuần trước. Giá heo hơi ngoài thị trường cũng dao động từ 57.000 tới 58.000 đồng trên kg. Đây là mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay. Với mức giá này, người chăn nuôi nông hộ có lãi, các công ty, doanh nghiệp chăn nuôi theo chuỗi khép kín, tiết kiệm chi phí có lợi nhuận cao hơn. Thưa các bạn, về tình hình giá heo hơi ba miền cụ thể hôm nay. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 57.000 tới 61.000 đồng trên kg. Mức giá 61.000 đồng trên kg đã được ghi nhận tại nhiều địa phương thuộc các tỉnh như Thái Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 57.000 đồng trên kg được ghi nhận tại Yên Bái, Nam Định. Các địa phương còn lại trong khu vực ghi nhận giá heo hơi ở mức 58.000 tới 60.000 đồng trên kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay lặng sóng và dao động trong khoảng 56.000 tới 59.000 đồng trên kg. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 59.000 đồng trên kg được ghi nhận tại Thanh Hóa, Lâm Đồng. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 56.000 đồng trên kg được ghi nhận tại Quảng Trị, Đắk Lắk. Các địa phương khác trong khu vực ghi nhận giá heo hơi trong khoảng 57.000 tới 58.000 đồng trên kg. Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động mới so với ngày trước đó và dao động trong khoảng 56.000 tới 60.000 đồng trên kg. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực 60.000 đồng được ghi nhận tại Đồng Nai, Long An. Ở chiều ngược lại, Vĩnh Long hiện là địa phương ghi nhận mức giá heo hơi thấp nhất khu vực 56.000 đồng trên kg. Trong khi đó, 58.000 đồng trên kg là mức giá heo hơi được ghi nhận tại một loạt các địa phương gồm Cần Thơ, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh. Ngoại trừ Cà Mau, Bến Tre cùng ghi nhận mức giá 59.000 đồng trên kg. Các địa phương còn lại trong khu vực ghi nhận mức giá heo hơi 57.000 đồng trên kg. Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến tháng 5 năm 2023, cả nước có tổng cộng 463 cơ sở giết mổ động vật tập trung và 24.654 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ. Tất cả các cơ sở giết mổ động vật tập trung đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y trên an toàn thực phẩm, đều được nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định. Trong đó, các cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp chủ yếu là các tập đoàn, công ty quy mô lớn hoặc liên doanh với nước ngoài đầu tư bài bản với kinh phí rất lớn, giết mổ trên dây chuyền có quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến hiện đại, có hệ thống kho lạnh để bảo quản sản phẩm động vật sau khi giết mổ trong, cùng một khu vực sản xuất đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá heo hơi ngày 11 tháng 6 năm 2023. Chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui, bình an và thành công trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.